có một hành trình điên rồ, với những tình huống bi hài xuyên suốt của ông ngoại báo đời và cháu trai ngoan ngoãn. Sau khi mẹ bị đi tù, thì người ông ngoại lười biếng được giao nhiệm vụ đưa cậu bé về với bố. Tuy nhiên thay vì một chuyến đi bình thường, hai ông cháu lại rơi vào chuỗi sự kiện không tưởng. Chưa dừng lại họ, còn tham gia một cuộc thi sắc đẹp trẻ em nơi ông biến cháu mình thành một cô gái, trong trang phục Britney Spears múa cột, khiến phụ huynh và ban giám khảo phải sốc nặng. Vậy hành trình đó sẽ còn gặp phải những chuyện gì nữa, thì các bạn hãy cùng hóng phim theo dõi nhé! Z-Man, một người đàn ông trầm tĩnh đang ngồi trong phòng chờ bệnh viện, kiên nhẫn lật từng trang tạp chí con heo, trong khi vợ ông đang thoi thóp trong trạng thái thập tử nhất sinh. Khi y tá bước vào báo tin vợ ông đã qua đời, thì Z-Man đột nhiên bật cười sảng khoái ơn rời cuối cùng ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, rồi, sau đó ông quay sang người phụ nữ bên cạnh giả vờ đau lòng nói, chị biết không, thực ra tôi đang đau đớn như đứt từng khúc ruột ra đây này, nhưng hơn mấy chục năm rồi bà ấy không cho tôi nướng khoai nên tôi rất bức xúc. Rồi ông nhìn xuống thầm thì đầy tự hào, cuối cùng ẻm cũng tự do rồi nha. Sau đó ông quyết định kỷ niệm sự tự do này bằng cách đi đến tiệm massage, nhưng chớ trêu thay tiệm đã đóng cửa. Bực bội ông tìm đến một chiếc máy bán hàng tự động cố thử vận may. Vừa cho vào, chưa được bao lâu thì nhận ra nó mắc kẹt. Ông cố hết sức kéo ra, nhưng bất thành, người xung quanh bắt đầu quay lại cảnh tượng chớ trêu ấy, vài người còn cười khúc khích. Cuối cùng sau một cú kéo đau đớn ông cũng rút được chim ra. Khi chuẩn bị cho đám tang, Z-Man ra tiệm vét mua một bộ đồ sang trọng, nhưng khi thấy hóa đơn đầy số không, ông bất ngờ quên trả tiền, bị nhân viên phát hiện và đòi trả lại đồ ngay tại tiệm. Z-Man đành chấp nhận thua cuộc, lủi thủi trở về với bộ vét cũ. Tại đám tang vừa định phát biểu thì con gái và cháu ngoại chạy sộc vào kéo ông ra một góc. Cô con gái kêu ca việc sắp bị trở lại tù do tái nghiện, cô yêu cầu ông chăm sóc cháu giúp. Z-Man nhăn mặt than trời, tao vừa được tự do thì mày lại bắt tao giữ cháu nữa à, đồ tồi. Cô con gái vội vàng đáp, thôi thì thế này, bố đưa nó về cho bố nó là xong nhé. Thỏa thuận xong, cô con gái quay vào lẳng lặng lột đồ trên người mẹ để lại tìm kiếm chút tài sản thừa kế. Z-Man thấy vậy giật lại sợi dây chuyền với lời lẩm bẩm, món này đã ba đời nhà mình giữ đấy nhé. Trong lúc tranh giành, họ lỡ tay đẩy đổ cả quan tài làm xác mẹ rơi xuống sàn. Sau đám tang, Z-Man dẫn cháu ngoại Billy đến gặp một cố vấn để tìm cách kết nối với cha của thằng bé. Nhưng thằng rể vốn là một kẻ vô công dỗi nghề, còn vợ mới của hắn yêu cầu chu cấp tận 600 đô mỗi tháng thì mới đồng ý chăm sóc thằng bé. Z-Man nhìn cháu thở dài, đời ông với con đúng là chỉ toàn gặp người yêu tiền. Ông ngoại nghe xong liền chấp nhận đề nghị 600 đô mà không cần mặc cả, thầm nghĩ chỉ ngần ấy tiền để đổi lấy tự do sau bao năm khao khát, quá xứng đáng. Sau đó Z-Man quyết định tổ chức một triển lãm mini ngay tại nhà, cố gắng bán sạch những món đồ của vợ quá cố, trong đó có chiếc giường phép thuật. Ông không ngừng quảng cáo với một vị khách tiềm năng rằng chiếc giường này là thần dược cho bệnh thoái hóa khớp của nhà ba đời ông, ai nằm lên là hết đau ngay lập tức. Nhưng khách hàng nữ vô tình bấm vào nút điều khiển và bỗng nhiên hiểu ngay tại sao bà vợ ông lại qua đời sớm đến thế. Sau đó ông ngoại gọi mấy người đàn ông đến để dọn dẹp nhà cửa, nhưng món đồ cần di chuyển không phải bàn ghế mà là thi thể bà vợ. Vì tiếc tiền, ông tự xử luôn việc vận chuyển thay vì thuê nhà tang lễ. Những người vận chuyển đã đến rồi đành nhắm mắt làm liều, lúc khiêng họ vừa niệm Nam Mô vừa lẩm bẩm cầu Chúa phù hộ cho tâm hồn non nớt của chúng con, thật không biết phải khóc hay cười trước cảnh trớ trêu này. Hai ông cháu lên xe đi được một đoạn thì Billy kêu đói bụng. Ông đành tấp vào một khu chợ, trong lúc trả giá đứt lưỡi với người bán hàng thì Billy đòi chơi thú nhún. Khổ nỗi đút tiền vào rồi mà con thú vẫn méo biết nhún, thế là ông phải tự tay lên kiểm tra. Ai dè con thú bất ngờ bật ông văng thẳng vào cửa sổ nhà hàng đối diện. Bực bội vì cháu quá nặng vía, Z-Man quyết định đóng Billy vào thùng và mang ra bưu điện yêu cầu gửi gấp đến địa chỉ của bố nó. Nhưng thằng bé nào chịu ngồi im, cứ ngọ nguậy mãi trong thùng, khiến nhân viên tò mò mở ra kiểm tra rồi sững sờ khi thấy một đứa trẻ bên trong. Z-Man không muốn gây rắc rối nữa nên đành mang cháu về. Trên đường, con quái thú cờ bạc lại chiếm trọn tâm trí nên ông tấp xe vào trung tâm chơi cho thỏa niềm đam mê. Z-Man thật là một người ông vô cùng chu đáo, đã vứt thằng cháu ngồi chờ trong xe rồi lao vào chơi bingo. Chơi thì ít mà tán tỉnh mấy bà cô bên cạnh thì nhiều, đến khi khát quá ông nhấp luôn lọ mực thay nước. Sau đó ông lại hì hục pha sinh tố tự làm nước giải khát. Rồi giây phút huy hoàng trong cuộc đời đã tới, ông thắng bingo nhưng chẳng may đánh đổ ly nước vào tờ phiếu mực nhòe hết và giải thưởng bay mất. Ông đau khổ gào thét trong lòng, tâm con ác sao đời con khổ thế này. Dù ông ngoại có phần bừa bãi nhưng cậu bé Billy lại ngoan ngoãn đến khó tin. Mặc dù bị ông đối xử chẳng ra gì, nhiều lần còn muốn tống khứ cậu đi, nhưng Billy vẫn luôn tôn trọng, thậm chí còn đỡ đần chăm sóc khi ông say rượu dẫn dắt ông suốt cả đoạn đường dài đầy gian nan. Trên hành trình đầy kịch tính chôn xác vợ, Z-Man lại tiện tay dẫn cháu ngoại vào một siêu thị mini kiếm đồ ăn miễn phí. Chưa kịp tận hưởng món gì thì bị phát hiện, hai ông cháu lập tức phóng ra khỏi cửa, tính nhanh chân thoát thân, nhưng đen đủi thay, Z-Man chưa bao giờ là một tay trộm vặt có tài, thế là bị chủ cửa hàng túm lại. Kết cục là ông phải nhả ra số đồ ăn hai ông cháu đã tiện tay lấy cắp.
Trời gần tối, Zisman đánh xe đến một nhà nghỉ và quyết định kiểm tra xác vợ, sợ rằng bà nằm trong đó lâu sẽ bị thiếu oxy. Đêm đến, ông nhốt Billy ở phòng nghỉ, rồi lẻn đến câu lạc bộ thoát y gần đó để vui vẻ. Nhìn quanh, có lẽ Zisman là người già nhất ở đây, nhưng ông không hề ngại ngần, mà tiến đến khu vực vũ công nữ, vừa thả lời ong bướm, vừa cười nhăn răng. Tiếc là mấy cô nàng đồng loạt lắc đầu khiến ông phải đọ sức với mấy anh chàng vũ công nam. Không chịu kém, Zisman bước lên sàn kéo quần xuống khoe của trời cho, khiến khán giả xung quanh kẻ thì bỏ chạy như vừa nhìn thấy quỷ, người bịt mũi bịt miệng cố không nôn ra hết bữa tối. Màn trình diễn quá ấn tượng của ông làm cả câu lạc bộ tan tác trong nháy mắt. Khi trời rạng sáng, Zisman mới mò về nhà nghỉ, còn Billy đã lang thang đi tìm ông khắp nơi, từ câu lạc bộ thoát y đến cửa hàng sách người lớn, nhưng không ai biết ông cậu là ai. Sau một buổi sáng tìm kiếm vô vọng, Billy trở về nhà nghỉ thì cũng vừa lúc ông ngoại về. Nhưng thay vì quan tâm đến chuyện di sản trong cốp, ông Zisman lại bày trò để Billy giúp mình cưa gái. Hai ông cháu phối hợp mãi mà vẫn không ăn thua, chẳng cô nào đổ. Quá đau lòng và chán nản, ông cụ bèn kéo Billy đến một quán ăn. Tại đây ông cố tình tông vào bức tượng chim cánh cụt, rồi dựa vào quyền người già để gây sự với khách hàng về chuyện sửa chữa bức tượng. Khi không ai đồng tình, Zisman quyết định phá thêm và thách ai dám làm gì ông. Trong quán ăn, hai ông cháu mở màn một cuộc thi xem ai đánh giấm thối hơn. Sau vài pha giận quá mất khôn, Zisman vô tình phun cả bãi mứt đen xì lên tường, khiến Billy xấu hổ đỏ mặt tía tai. Chẳng chờ thêm, hai ông cháu rời khỏi quán ăn và đến công viên chơi bóng rổ. Billy bày tỏ mong muốn được đi câu cá, nhưng Zisman lập tức kể lại cơn ác mộng của đời mình. Trước đây ông từng câu được một con cá khổng lồ, nhưng khi kéo nó lên bờ, con cá lại vả liên tục vào mặt ông, khiến ông trở thành trò cười cho tất cả dân câu xung quanh. Chưa hết chuỗi sự kiện hài hước, ông lão quyết định lái xe đến một nhà thờ để ăn trực tiệc cưới. Hai ông cháu bước vào như khách mời danh dự, định nhón vài miếng bánh. Trong lúc chúc tụng, ông vô tình quệt tay vào ly sâm panh làm cả tháp rượu đổ sập, kéo theo cú ngã lăn trọn vào chiếc bánh cưới. Billy chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến màn biểu diễn đậm chất ông ngoại này. Cuối cùng, sau chuỗi ngày làm bảo mẫu mệt nhoài, Zisman cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Billy đến gặp bố. Nhưng thật bất ngờ, ngay lúc này, ông già tưởng chỉ biết sống cho riêng mình lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Ông yêu cầu người con rể phải đảm bảo chăm sóc Billy thật tốt. Ai mà ngờ được một kẻ dường như vô tâm, chỉ thích tận hưởng cuộc sống tự do độc thân như Zisman, giờ đây lại nghẹn ngào rơi nước mắt khi chia tay đứa cháu ngoại của mình. Lúc ấy, một người đàn ông từ trung tâm bảo vệ trẻ em bước tới trấn an ông rằng Billy sẽ luôn được để mắt đến cẩn thận. Bên trong quán bar, Billy lên tiếng đòi ăn vì đói bụng. Một nhân viên của trung tâm vừa đưa cho cậu bé miếng gà rán thì ông bố lập tức giật lại bảo, con tôi không cần ăn, nó đang giảm cân. Trên đường lái xe về, Zisman bỗng cảm thấy lòng trống trải, hình ảnh những kỷ niệm khó đỡ cùng đứa cháu không ngừng hiện về trong tâm trí. Tuy hơi phiền phức thật, nhưng cậu bé đã mang đến cho ông bao kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Không thể dằn lòng, Zisman đột ngột quay xe trở lại quán bar với ý định đưa Billy đi cùng và tự mình chăm sóc cậu bé. Thế nhưng bố của Billy không dễ dàng để ông làm thế. Hai người bắt đầu tranh cãi gay gắt về quyền nuôi dưỡng Billy. Cuộc cãi vã leo thang thành một màn đấm đá hỗn loạn, cho đến khi ông bố lỡ miệng buột ra một câu khiến tất cả phải lặng người. Thằng bé đó là $600 một tháng của tôi đấy. Nghe vậy, những người của trung tâm bảo vệ trẻ em lập tức can thiệp. Họ gây sức ép lên ông bố buộc anh ta phải từ bỏ ý định kinh doanh chính đứa con của mình. Sau khi thành công giải cứu cháu ngoại khỏi quán bar, Zisman không quên để lại một kỷ niệm khó phai cho mọi người, rồi phóng vụt đi. Để mừng ngày hội ngộ, hai ông cháu quyết định dấn thân vào một cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ con. Người chiến thắng sẽ nhận danh hiệu hoa hậu nhí và giải thưởng hấp dẫn 5.000 gói mè đen. Billy chẳng mất nhiều công sức để thu hút mọi ánh nhìn. Hóa thân thành một cô bé ngọt ngào, cậu nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo với nét đáng yêu và phong thái cực kỳ lịch thiệp. Tưởng chừng danh hiệu đã nằm chắc trong tay, nào ngờ Zisman lại bày trò mới cho phần thi tài năng, hóa trang Billy thành nữ hoàng nhạc pop Britney Spears. Cậu bé bước ra với bộ trang phục hai mảnh và biểu diễn múa cột. Ông ngoại thì đứng dưới, không ngừng ném tiền lên sân khấu, khiến phụ huynh và giám khảo đều tròn mắt, không nói nên lời. Đỉnh điểm của thảm họa xảy ra khi tóc giả của Billy rơi ra giữa màn trình diễn, lộ rõ sự thật phũ phàng. Hai ông cháu lập tức gom đồ và chạy té khói, bỏ lại giấc mơ giải thưởng tan tành. Chưa dừng ở đó, Zisman và Billy tiếp tục hành trình, lần này là đến một cây cầu để thực hiện lời hứa cuối cùng với người vợ quá cố. Không một chút chần chừ, ông cùng Billy hạ thủy cái xác xuống biển, rồi vui vẻ giăng cần câu lên bờ cho cháu thử sức câu cá lần đầu. Kể từ đó, Zisman nhận ra mình đã sẵn sàng làm ông ngoại nuôi của Billy một cách đầy tự nguyện, và cuộc sống của cả hai bắt đầu từ đây với vô số câu chuyện giờ khóc giờ cười. Bộ phim khép lại bằng sự thay đổi đầy cảm động của Zisman từ một ông già lười biếng vô trách nhiệm, trở thành người ông biết yêu thương và chấp nhận trách nhiệm với cháu của mình. Dù hành trình này đầy những khoảnh khắc hài hước và gây cười, nhưng sâu bên trong là câu chuyện về tình cảm gia đình và sự trưởng thành đầy ý nghĩa. Bộ phim tới đây là
Kết thúc rồi hóng phim, xin chào và hẹn gặp các bạn trong các bộ tiếp theo nhé. Bye bye. Trong giây lát hỗn loạn, Lít mở gói hàng muốn lấy cho riêng mình, thì vô cùng bất ngờ thấy bên trong chỉ là hai cái bánh, đang ăn dở. Anh ta giận sôi người, vừa định nổi điên, thì nhà khoa học xuất hiện dẫn theo cả đám người xông vào. Ông bước vào với nụ cười bí ẩn, tôi đã biết âm mưu của bà từ lâu rồi. Azu và cái này là bẫy. Azu tức giận định lợi dụng cơ hội để hạ gục Penny, nhưng Harry đã xông ra đỡ đạn. Anh bị thương nặng và được đưa vào viện. Lúc này Lo lo lắng hỏi bác sĩ, khi mấy anh phẫu thuật lấy viên đạn cứu Harry, tiện tay thay luôn thận cho anh ấy được không? Rồi Loi từ tốn đưa cho bác sĩ chiếc hộp đựng quả thận yêu dấu của mình. Bác sĩ bình thản đáp, à thận của cậu ấy à? Ừ, tiếc là nó không còn đâu. Đây chúng tôi chỉ tìm thấy một miếng sườn heo nướng thôi. Loi trợn tròn mắt vạch vết mổ đau đớn hỏi bác sĩ, thận của tôi còn không? Bác sĩ nhún vai, e là mất rồi. Harry lúc này nằm trên giường bệnh bật cười khanh khách, bị lừa rồi Loi. Ta có bao giờ cần thay thận đâu. Đúng là từ đầu đến cuối Loi mất 20 năm thanh xuân để lừa đời, nhưng cuối cùng anh lại bị lừa một cú đau đến mất trắng cả quả thận. Cú làm ăn này của Loi coi bộ chẳng lời lãi được gì nhỉ. Bộ phim đưa chúng ta đến với những tình huống hài hước thật chớ. Trên tới đây là hết rồi. Hóng phim xin chào và hẹn gặp các bạn trong những bộ tiếp theo nhé. Bye bye.